Mình đang có mặt tại thị xã Sông Cầu và đang chạy trong một số tuyến đường ở trong các cái xã mà vừa qua là có cái lượng tôm hùm bị ngập nước chết rất là nhiều. Thì sáng nay thì cuộc sống của người dân thì vẫn diễn ra bình thường. Tôm hùm mà chủ yếu chết những ngày trước đó, nhưng mà cảm giác mình đi ở trên các cái tuyến đường mà đi vô ở trong làng á, thì người dân ở trong làng cảm giác họ rất là buồn. Có những người vừa mới mất trắng cả 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Thì mình có hỏi thăm là một số người thì chung là còn đang nợ ngân hàng, vay mượn ngân hàng toàn bộ, cho nên là có nhiều gia đình thì chết đi sống dậy luôn. Đây, một số bà con buổi sáng vẫn đập ốc để cho tôm ăn anh em. Cảm giác nhìn mọi người ai cũng buồn thiêu, buồn thít à. Thì quý anh chị mình biết thì thị xã Sông Cầu được gọi là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Phú Yên, nơi mà có nuôi cái sản lượng, số lượng tôm hùm nhiều nhất của tỉnh. Trong những ngày vừa qua thì do ảnh hưởng của bão số 12 cộng thêm là nước lũ, mưa nhiều từ những cây bão, cho nên là đã làm nước từ đầu nguồn thể về rất là nhiều, làm cho tôm hùm ở tại thị xã Sông Cầu của rất nhiều hộ dân đã bị chết ngợp. Theo thống kê là những xã mà bị nhiều nhất đó là Xuân Phương và Xuân Thịnh, Dân Phước là những nơi mà có cái số lượng tôm hùm mà bị chết ngợp nước rất là nhiều. Tôm từ 1,5 triệu, hơn 1 triệu đồng một ký, nhưng giờ bán chỉ còn có 250,000-300,000 thôi. Thì mình có chạy ở trên các cái tuyến đường của thị xã Sông Cầu thì thấy tôm thì nó ngợp, nó cứ chết lần và bà con và chạy đò vô bán dọc đường rất là nhiều. Cho đến ngày hôm nay thì tôm vô bán không có rầm rộ giống như mấy bữa trước nữa, nhưng mà nó vẫn bị ngợp cái dòng nước ngọt và bị chết rai. Bây giờ mình sẽ lấy flycam và bay một vòng để cho mọi người thấy là các cái lồng bè mà nuôi tôm ở trong cái khu vực Quỳnh Sơn Đài ở Sông Cầu cho mọi người xem. Số lượng lồng bè rất là nhiều. Các cái tuyến phố của thị xã thì cũng trở nên vắng vẻ hơn. Mọi người ai cũng tập trung ra ngồi lồng bè để lo tôm, bởi vì cái con nước ngọt nó tràn xuống, cái màu nước nó rất là đục, cho nên là mọi người cứ lặn xuống ở dưới lồng hàng ngày để quan sát và theo dõi cái con tôm. Những con tôm nào mà chết ngợp nước thì họ đem vô bờ bán với giá rất là rẻ. Đó, anh em thấy số lượng lồng bè của thị xã Sông Cầu rất là nhiều. Nuôi từ ở trong gần bờ ra tới cái khu vực tiếp giáp ngồi mặt biển luôn. Số lượng lồng bè nuôi dít cứng cả cái khu vực của Quỳnh Sơn Đài luôn anh em. Quá nhiều. Chúng ta có thể quan sát và thấy các cái tàu, các cái ghe nhỏ mà chở thức ăn và chở cái những cái con tôm mà bị ngợp nước đã mang vô bờ bán đó anh em. Trong những ngày vừa qua thì người dân miền Trung đã chịu rất là nặng nề từ thiên tai, từ hệ tỉnh Huế, Quảng Trị cho đến Phú Yên.
một số tỉnh thì bị sạt lở, bão lũ. Còn sông cầu Phú Yên thì bị nước ở thượng nguồn đổ về, làm tôm chết rất là nhiều. Mình đang đi trên tuyến đường phía bên trong của thành phố. Đây là tuyến đường đi thẳng vào thành phố ha. Còn tuyến đường song song là tuyến đường của quốc lộ 1A. Cảnh ở sông cầu thì cũng rất là đẹp khi nhìn cái góc quay từ ở trên flycam quay xuống. Mình sẽ chạy lên cái dốc của thị xã sông cầu và lấy flycam để bay một vòng ở bên trong cái thị xã cho quý anh chị mình xem. Đây là cảnh quay từ ở ngoài biển nhìn vào tại cái khu vực mà ngoài cảng sông cầu, mình bay vô lại trong khu vực cảng và bay về khu vực của thị xã. Quan sát ở trên cao nhìn xuống cảnh rất là đẹp anh em ơi. Cảng sông cầu thì mình cũng vô bán cá rất là nhiều lần rồi. Đây là cái đoạn đường mà từ ở ngoài biển mình chạy vào nè. Chạy vào thêm qua tới cái mỏm núi ở phía trước mặt kia, đó chính là cảng sông cầu. Sông cầu đang cố gắng để phát triển lên thành phố, cho nên là chúng ta quan sát phố xá của thị xã sông cầu cũng rất là sầm ấp. Thị xã với những cái nhánh sông đi ngang qua giữa thị xã nhìn rất là đẹp. Theo mình quan sát là những cái thị xã, những thành phố nào mà có cái lòng sông chạy ngang qua giữa nội thành là những cái thành phố đó rất là đẹp anh em. Quanh sông á, nhìn rất là đẹp luôn. Quán xé dọc theo những cái bờ kè là thấy là thích liền anh em.